vất vả quá. À gì nhỉ? Lùng ơi, đi ra đón cái ô tô xong chỉ họ vào nhà mình đi. Biết nó lại đi mẹ lên trên núi này này. Vâng. Lên qua qua nhỏ. Lên đấy còn không có chỗ cái đâu. Cứ để tạm ở ngoài đã anh Sính ạ. Vào vào. Vào trong nhà lại vướng. Chú ơi bỏ cái đệm ra là lùi vào được mà. Rồi rồi. Rồi làm sao được? Nhớ chờ mình chỉ mãi lên ờ, cứ để tạm ở ngoài này đã, xong là cửa các cứu xong hết thì mình hãy cho vào nhà, đỡ vướng. Rồi anh lùi vào đến đến giữa này là được rồi. Hai đệm. Hai giường. Ô, anh Hờ đi đâu? Đi làm rồi. Làm gì? Đi làm rồi, đi chơi rồi. À, đi làm bãi quặng à? Rồi, cứ bốc tạm để đây đã. Nào các bạn nhỏ đi tránh ra đi, tránh ra để chú bốc hàng nào. Kéo. Rồi, chú cứ để đấy. Mai cháu lên cho lắp. Vâng. Mai chú lên chú lắp giường, lắp ga, lắp các thứ cho hết nhá. Chú cứ để cho cháu. Đúng một xe luôn nhỉ, nếu mà chở xe máy thì có mà 5 chuyến. Khó đi lắm. Để ngang. Nhấc lên. Nhấc lên. Ôi từ từ nha. Kẹp tay em bây giờ. Từ từ xem nó vướng cái gì đấy. Không nhấc nổi, một tay yếu quá. Nào. Rồi, ra rồi.
dính em bỏ bộ ghép ga sang một góc. À, cán bộ đi học về đấy à? Vâng, hai đầu bé là để bên kia rồi. Cái tủ cứ tạm thời dựng ở đây thôi. Chú còn khỏe lắm. Cô là tắm tiên phải không? Ý chú thế phải không? Không, kéo cái đệm ra này. À không cần đâu. Nhập đi. Nhập đi. Cái này nó nhẹ thôi mà, nó không nặng lắm đâu mà. Dựng lên nhá. Dựng tạm cho chú Long này luôn. Ôi. Dựng tạm ở chỗ chú Long này này. Em nhấc cái đít lên. Đấy, chú Long nhấc cái đít lên đã. Không muốn đâu. Cao như cháu còn không đến mái được thì nói gì cái tủ này. Thôi cái đấy để nguyên đấy nhá. Cái đệm đấy không dùng đâu, chỉ đệm cái tủ thôi. Cái đấy là để mang đi xa thôi. Để đấy, anh cứ để đấy. Rồi, ok. Xong. Đủ rồi. Đấy. Và cứ để cho thoải mái đi. Trong thùng đấy là cái gì chú? Trong này là cái gì? Mấy cái đồ của chú sáng nay đi với để xem. À. Dính, cầm cái này cất để mai anh lắp lên giường. Cắt cơ điện hay cơ tay thôi. Cơ tay thôi. Cái bàn bên kia. Vâng, rồi nhất trí. Xong rồi, hết rồi. À. Nước đã chú. Vào nhà nước chưa? Nhà nồi, vào cái nồi nhé. Vâng. Đấy van đi nhé. Bếp thường nào bếp chịu luôn. Rồi. Thiếu gì sáng mai cháu qua lấy gì đâu mà. Không thể thiếu được rồi. Chú bán hàng đến lên tận đây thì vất vả quá. Phải đi. Dạ xuống đi chú. Tại cái thằng tiền đấy đúng không? Ở cái trên đấy. Chân đấy, hai chân đấy. Đi đâu? Là của một trường hay là của hai giường ấy? Hai giường mà. Bên kia còn một cái đầu nữa mà. Đầu là đầu trên đúng không? Đầu dưới. Chú bảo
này để bếp nhé. À đây kia. Xem hóa đơn mới nhớ được, bởi vì hôm qua gộp tất cả mọi thứ lại mà tổng hết 11 triệu, gần 11 triệu 8. Đây cho bếp hay cưa để đây tí chú cắt nhá. Ui giời ơi, quá nhiều đồ mọi người ạ. Nhà có lùng máy là ôi, bà giấu tên là bà hỗ trợ tài trợ hết đây. À, thế là cái đầu đấy là đầu trên, đầu này đầu dưới. Cái đinh hôm qua dính vứt ở đâu ấy? Lấy cho anh ấy. Hả? Cậy cái đinh ra. Có đinh không? Đinh hai đầu ấy. Lấy dao một cái. Mua chỉa lò y lu. Y tù. Tu. Lấy dao về một cái. Nhanh thôi mà, 30 phút là xong. Hả? Đây, cậy ra phát nó là đinh bắn tạm thôi mà, không chắc đâu. Ngày nào hoa vẫn ngát hương. Cái này có được không đây?
để theo bên này chiều này này. Hả? Đầu giường để đây thì sạc điện ở đây, bắt đầu ổ điện đây. Để như này thì sáng quá. Sáng quá thì sợ ánh sáng quá. Ngủ đầu đây xong xuống dưới này này. Đấy, kiểu này. Góc bên này mình để tủ nó rộng hơn. Không em. Đầu này ok. Lối mình đi lấy thêm một cái con dao về đây để cho chú Hiệp làm. Bên này nhấc cái đầu này ra. Ủa đầu này bé quá. Dưới nó có. Dưới.
Ăn phát ăn luôn. Ui, mà sướng. Họ. Giờ Vũ đi chuẩn bị một cái búa thật thật đẹp vào đi. Búa để đóng nó chắc. Có chỉ xung có cái này rồi. Này em. Cái búa bổ cùi ấy. Được, cái này được. Đóng mạnh rồi đây. Đi lấy cái dép, đi lùng đi lấy cái dép về đây. Bây giờ đang nhé, phải có cái máy cắt lại cái gì vậy? Cắt gì? Đây muốn mặt trắng hơn, kịch nữa rồi. Kịch thì thôi, kịch nó vẫn vào gỗ được mà. Chỉ sợ nó không đến nữa, chứ còn đến thì tốt quá. Cái này thì gọi là để nó không bị rụng ra thôi. Chứ còn thực tế mình ngủ thôi chứ có phải nhảy múa ở trên này đâu. Mà lo. Đấy, không lấy cái dép của Lùng ấy, dép xốp ấy, phải đây đệm vào đóng thì nó mới không hỏng giường. Hiểu chưa? Lấy dép của chú đây, ở đây này. Không cần nữa là, ấn xuống nữa này. Dép của chú đóng dép ra hai cái bung ra. Đấy, cái nghiệp là thế được hơn. Đấy, dép xốp đấy thằng. Chưa xong đâu, tí nữa xong phép một thể, chưa xong được. Bây giờ đi cắt đi, không cắt nữa anh ạ. Ừ, đầu này được rồi. Không cần gì đóng nữa anh. Không, cái đầu nào lỏng thì mình sẽ đóng vào. Em lên trên đóng cái phòng trên cho. À, đóng phong trên cho anh. Trên bán hết rồi lư. Xem vừa chưa? Đúng vậy. Hình ngắn à? Ngồi lên. Chuẩn chưa? Chuẩn luôn đúng không? Không có gì phải cãi.
tiếp tục. Đấy, vừa khít. Ok. Rồi. Tiếp còn hai cái nữa thôi là xong. Cái này là hơi cứng đấy. Vừa đẹp luôn. Không vào hết cỡ rồi mà, không vướng gì đâu. Không vướng đâu mà. Ok rồi. Thấy chưa, bên này ổn chưa? Rồi, không sao, nó không rơi rồi. Mình chỉ ngủ thôi, mình không có múa cái bút chì đâu. Xong rồi đi lấy đệm về. Đệm mình chắc là vác được rồi nhà. Tuổi này không vác được cái đệm á. Quá được.
sắp xong rồi, cố lên. Cố lên, cố lên, mang hết xe rồi, Vi ơi. Muốn lút chay đường trong à? Chạy nặng không luôn. Các bác gửi cho Lùng với máy xin 2 cái ga mét 6 nhá. Có đệm rồi nhưng mà chưa có ga. Đấy. Đây cái chiếu đi giải trước. Rồi thì mới giải ga được. Ừ, giải trước nó mới không hỏng cái đệm. Xong rồi nữa mình lấy cái ga mỏng giải bên trên nữa là xong. Là ngủ ngon giấc luôn. Sao? Sáng không Vi? Đấy. Nếu mà nóng thì mình ngủ chiếu thôi nhá. Lạnh thì ngủ cái này nó sướng. Rồi, đẩy vào một tí. Không cần phải cắt, ăn luôn. Quét đi, em quét từ trên xuống. Quét từ đây. Kêu. Mấy cái tránh ra. Thank you.
Cái này cái gì biết không Lùng? Cái gì? Bàn bếp ga đúng không? Anh em mình mua đồ săn hao luôn mọi người ạ. Cho nó bền. Đấy. Thank you.
Từ đã bỏ hết đồ kia ra đã mới lau được. Năm ạ. Cho nước nhiều vào. Một chậu đầy đấy. Hả lung. Hai. Lấy nước ra đấy. Lấy dao về cắt cái này đi. Cho nước vào trong chậu nhiều đi. Mệt quá rồi, nghỉ tí đã. Bê cái tủ nữa là xong rồi. Nhà, ái nhà. Lật mạnh lên. Đấy. Bỏ cái đinh đi ra. Nó có keo ấy. Đây. Rồi. Ok đây. Đấy, bây giờ lau sạch cái này đi. Đây, chú giặt cho. Đấy, cái của chị đổ ít thôi. Dùng đi cho nó lép vào nhá. À, còn bên dưới này với. Lau bàn ghế máy ơi. Thôi đi. Này, nhuộm. Đó. Tự làm một tí cho biết nha. Rồi, anh em mình khiêng cái tủ nữa. Là xong. Dựng nó lên mới vào được. Chốt đầu kia vào.
vào trước. Để góc này. Hoặc là để như này này, mở ra như này này. Hoặc để như này. Để này mở được không? À được, chắc được. Được, được. Nó cao hơn mà, cao hơn giường mà. À, được. Kéo vào đi. Được, vừa được luôn nhỉ. Được. Ui, vừa nhỉ. Ừ. Nhưng mà người ta kiêng là không để cái gương ở đối diện với chỗ mình ngủ ấy. Nên là để góc này hợp lý hơn này. Mình đang ngủ như này thì nhìn vào gương giật mình là chết đấy. Bóng vía yếu là nên là dịch ra đây để ừ, để nó góc này. Rồi, ok. Đấy. Đấy, như này nó đỡ gương này. Nhìn nó cũng không sợ. Còn tôi đang ngủ nhìn vào gương nhìn thấy ghê lắm. Không khóa đâu mà. Rồi, ok. Ok. Sạch chưa? Xong. Đâu sạch, máy làm tính gì rồi. Bây giờ nó phải quét lại xong người lớn quét thôi, xong lau lại một lần thì mới đẹp được, mới sạch được. Bây giờ là qua thôi, lau qua thôi. Đó. Để không biết là mới lau sạch được cơ. Đúng rồi, bây giờ ở hẳn thì mới sao lau sạch được. À, bàn bếp ga anh em mình cũng đã xong rồi. Bộ bếp ga thì bao gồm là son, nồi, bếp thì bếp Sunhouse. Đấy, tổng cái hóa đơn này là 11.720.000 đồng. Là món quà của bà xin được giấu tên tài trợ toàn bộ nội thất trong nhà cho Lùng và Máy. Đấy, bây giờ mình ngồi đây uống nước nó mát, đang mở cửa cái thoáng ra đấy, nhà nó phải thế. Các bạn nhỏ tay bẩn đừng đi, đừng có quệt như này nhá. Quệt như này là đoạn này là bẩn hết, tốt nhất là mình không nghịch như thế nhá. Đó, giường các thứ đầy đủ, điện đóm. Tuy nhiên thì như cháu Hiệp đã nói rồi là nhà của Lùng Máy hiện tại muốn xin cho các cháu là hai cái ga nữa. Các cô các bác mà có ga mét 6 mà thay ga thì có thể gửi lên cho các cháu để các cháu trải ra ngủ cho nó sạch sẽ. Đấy, bên này thì đệm caro rất đẹp, tủ bao gồm anh em mình mua là 3 cái gối. Thì nếu bác Hờ thì ở thì cứ ở thôi, còn không ở thì vẫn là Lùng Máy sẽ là ở đây. Bộ bàn ghế này. Đấy, rồi là bếp ga, giường, một cái tủ, gì nữa nhỉ, là chiếu, rồi là gối. Đó, tổng toàn bộ xong hết rồi. Xong hết rồi nhà. Ngồi đây. Có thích không? Máy Lùng. Thích hả? Đây nhá, chú dặn nhá là cái này không được làm vỡ nhá. Cái gì nhẹ nhàng. Rồi, cuối tuần mình về thì mình lau nhà, lau bàn ghế, lau cái này sạch sẽ. Nhớ chưa? Chân bẩn, tay bẩn thì không được lên giường đâu nhá. Mình phải rửa chân tay sạch sẽ thì hẵng lên giường. Còn cái đồ nấu nướng này trong này thì cái nào không biết thì mình hỏi chú thím nhá. Hôm nay thì anh em mình đã xong toàn bộ giường, tủ, cửa, bếp, nước, điện là xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn là tổng hợp tài chính các thứ nữa thôi. Tuy nhiên thì mong là cô ba anh chị sẽ gửi thêm cho hai cháu, một mỗi cháu một cái ga để ngủ một cái giường. Thì anh em mình đều sắm những cái đồ ok nhất, bởi vì các cháu là còn lớn chứ không phải là bé như thế này mãi đâu. Do vậy là chúc mừng Lùng Máy nhé, đã xong nhà cửa đẹp đẽ rồi, cố gắng học giỏi thôi nhé. Đấy, thì
Đây là món quà của bà giấu tên, bà đã hỗ trợ mình đấy. Tên thì Lùng Máy biết rồi. Hỗ trợ mình toàn bộ, ban đầu bà gửi là 40 triệu mấy ấy, thì là 47 triệu mấy, thì 7 triệu dư là để quỹ sau khi xong nhà, nếu như không có ai hỗ trợ thì anh em mình sẽ mua đồ nội thất, và sau đó bà lại gửi thêm cho anh em mình 200 đô nữa, tổng là hơn 11 triệu. Tuy nhiên thì trích 500 cho Dính này, 500 cho anh thêm thợ và 500 cho Tam Giống Mạch nữa thì là còn hơn 10 triệu. Thì hóa đơn hôm nay anh em mình mua là hết 11.702.000 hay 04.000 gì đó, là toàn bộ bàn ghế, tủ, giường, bếp, chăn, ga, đệm, gối, chiếu là hoàn toàn xong rồi. Thì chân thành cảm ơn bà rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho hoàn cảnh nhỏ tuổi nhất Việt Nam sở hữu căn nhà rất đẹp. Thì bây giờ sẽ để cho Lùng với Máy gửi lời cảm ơn tới các ông các bà đã giúp đỡ mình có nhà cửa và có tủ giường nhé. Đó, khoanh tay vào. Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà. Rồi. Đã giúp hai cháu. Cháu cảm ơn các ông các bà. Cháu cảm ơn các ông các bà đã giúp hai cháu có giếng ở. Có nhà ở. Có nhà ở. Có bàn ghế đẹp. Bàn ghế đẹp. Có giường ngủ đúng không? Có bếp ga. Đấy. Có tủ. Tủ rồi. Cháu chúc ông các bà sức khỏe. Nào, Máy xem nào, Máy tập nói lời cảm ơn xem nào. Khoanh tay vào. Cháu cảm ơn các ông các bà. Cháu cảm ơn các ông các bà. Cháu cảm ơn các ông các bà. Đã giúp đỡ hai anh em cháu. Đã giúp đỡ hai anh em cháu. Rồi, cháu chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, nhớ là cố gắng học giỏi nhé. Nhớ chưa? Rồi, tuyệt vời quá. Bây giờ thì muộn rồi, anh em mình tạm thời nghỉ ăn cơm đã. Và sẽ dặn dò các cháu là quét dọn nhà cửa. Và trong thời gian mà tới đây thì khả năng nhiều bác Hờ sẽ là người ở cùng với cháu để trông nom như là lau dọn nhà cửa là chính. Bởi vì các cháu còn phải đi học. Thì lớn lên, ít nhất là 1-2 năm nữa các cháu cũng nhận thức được rằng bây giờ đã biết là mình có nhà rồi, tuy nhiên thì vẫn còn tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi học, đâm ra là khả năng là cũng sẽ còn rất là nhiều điều mà anh em phải sát sao. Do vậy thì đến ngày hôm nay, chân thành cảm ơn anh Thoáng cũng như là bà giấu tên, cũng như là các cô, chú, anh chị nhà hảo tâm khác đã kịp thời đồng hành với kênh Tam Giống Mạch để hỗ trợ cho tất cả những cái hạng mục trong cái nhà của Lùng Máy như thế này. Quả thực là nhà đã rất là đẹp rồi, thế nên là hôm nay trước mắt là anh em mình dừng cái video này đã, còn công khai tài chính cũng như là những cái số dư như thế nào thì anh em mình sẽ thông tin sau, và bàn giao nhà rồi tân gia các thứ anh em mình sẽ chia sẻ tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đừng quên để lại lời chúc mừng Lùng Máy cũng như là lời động viên anh em mình để đồng hành với nhau cũng như là chia sẻ các thước phim này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đấy, xin chào. All right.